chơi thiệt là khó nó quá đi thôi. Người này yêu người này chẳng được lại cứ thích phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước gần nhau là có phước, ôi bỏ qua chẳng sao đâu mà cái chuyện tào lao chuyện tầm phao. Con với cái chưa chờ chưa chật rồi. Nó không ngủ nướng thì nó đi đâu ta? Con cái gì mà lúc nào cũng làm mình đau đầu à. Mẹ, mẹ yêu, con đi tìm mẹ nãy giờ nè. Mẹ uống miếng nước dừa cho mát nha mẹ. Nhỏ này, để đây cho mẹ nha. Mày bị gì vậy? Sao nay có hiếu vậy? Mẹ cứ nghi ngờ con không à. Con hả phải chạy xuống tuốt phía dưới cuối phố để con mua nước dừa cho mẹ uống cho đẹp da á mẹ. Lòng mẹ bao la như biển thay. Thôi, cho tôi xin. Cô muốn cái gì á cô nói đi ha. Cô đừng có làm mẹ cô sắp rụng tim rồi đó. Con yêu mẹ nhất trên đời luôn á. Muốn gì? Chuyện là thế này, nhưng mà mẹ hứa là phải giúp con đó nha. Giờ mới là con gái của mẹ nè. Nói đi, mẹ nghe. Chuyện là thế này, con á là có được nhận một học bổng. Học bổng hả con? Trời ơi con gái mẹ giỏi quá. Trời ơi con gái mẹ giỏi quá. Bao nhiêu lần này. Trời ơi mẹ chắc lầm con. Phương, thương hả? Nhưng mà cái này mới là vấn đề chính nè. Tại vì trường con á là muốn là tới gặp mặt gia đình mình để cho trường nói chuyện với phụ huynh học sinh, để cho biết được là gia đình có đồng ý cho con em theo học khóa học này đó mẹ. Đi học là mẹ đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Mẹ con được học ngành gì vậy? Con nói nhỏ nè. Cái gì? Thôi nha, thôi nha. Dẹp nha. Sướng ca vô loài tụi nó bao nhiêu lần rồi tôi có đồng ý. Lo học hành thi cử vô cái ngành nào tử tế đàng hoàng. Nghe chưa? Bây giờ mà được học bổng đi học nước ngoài âm nhạc gì, mẹ còn không cho nó. Đừng nói gì học trong nước. Dẹp ngay. Mẹ. Con cái gì? Cứ làm tôi tức chết rồi. Mẹ. Mẹ. Thành ơi, có nhà không vậy chú tới nè. Dạ. Thấy chú sao? Chú Năm. Sao? Coi bộ cái phong cách thời trang của chú kỳ kỳ sao á. Không sao. Trời ơi, phụ huynh của ca sĩ mà con. Phải đọc, phải lạ như vậy mới là ca sĩ ha. Khát nước quá. Có giùm chú ly nước uống coi. Dạ. Nè thôi để tự rót uống. Uống đi. Uống đi khỉ già. Khỉ không ăn ớt rồi vô khát nước. Không ưa. Ý. Ừ, con. Tí Lạc. Ý lộn, chú Lạc chứ. Không, cứ kêu bằng tía cũng được. Bởi vì chú là quảng đại ha. Mà nếu mà được làm cha của con á, con yên tâm. Thế nào giáo viên của con á là cũng khen chú. Ha, đừng lo. Nè. Gì? Cha già thúi. Bộ ông cũng nhảy vô họng người khác rồi á là ông ăn không được, ông ngủ không ngon phải không? Trời đất ơi, vừa phải rồi nha. Ông nhảy vô làm gì? Chứ cái già thúi, ông thơm quá. Nè, tôi nói cho ông biết nha. Gì? Con nhỏ nó nhờ tôi với ông á là làm phụ huynh nó chút thôi à. Ừ. Chứ không phải là kêu ông làm cha của nó suốt đời đâu. Bộ tính cướp em vui của tôi hả? Trời ơi, cướp em vui của tôi. Hai tía. Nhìn mặt cái gì? Ý lộn, hai chú. Con á, là con chủ yếu là muốn nhờ một trong hai chú thôi. Nhưng mà bây giờ cả hai chú đều có ý giúp con như thế này thì thôi thì con đành phải cho hai chú qua bên này để nói chuyện rõ vấn đề. Nếu như ai mà phù hợp làm phụ huynh của con thì người đó thắng. Con yên tâm, lúc nào trong lòng của chú con cũng là diva của chú nha. Cho nên con muốn cái gì chú làm theo cái đó, đừng lo nha. Tin tưởng chú đi, đừng tin tưởng nha. Cũng ghê, cứ bài xạo không. Cái cha người ta nói gì người ta nói. Chú,
Gì? Con vô thẳng vấn đề nè. Rồi vô thẳng vấn đề đi. Con á chỉ nhờ được chị ba giữ chân mẹ con được có 2 tiếng thôi. Hai chú phải ráng giúp con đi. Mấy chú cậu nhau hoài à. Lẹ lẹ, giờ sao con? Bây giờ nha. Giờ sao? Bây giờ con nghĩ là con sẽ đóng vai là cô giáo của con. Đây, cô giáo con sẽ đi vô nhà đúng không? Đi vô nhà. Để khoan từ từ. Để tao hình dung ra. Con lấy gì con quẹt quẹt ra cho già chút xíu chứ mặt con còn nhỏ quá. Mà con có gì quẹt đâu. Thôi thì con thôi vậy con ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây được rồi, đừng đi. Con ngồi xuống làm cô giáo. Mà nhá chút xíu cho nó già chút. Đừng nhìn đó, đừng nhìn đó. Hai chú cố gắng nha. Rồi. Bây giờ con sẽ chào hai chú. Con chào hai chú. Có phải là chú là phụ huynh của em Thanh không ạ? Chú! Ai nói trước? Cô giáo con hỏi thì chú phải trả lời chú. Hay chú em ru hả? Thì con phải nói ai nói trước chứ. Ai trước thì chú hay là chú Lạc trước. Chú Lạc nói trước đi. Chú phải không? Dạ. Dạ thưa cô giáo của con gái tôi. Tôi giới thiệu với cô giáo tôi là phụ huynh của cháu. Tôi thì không có giàu có gì. Nhưng mà tôi có một cái căn nhà trọ ở kế bên đây. Kế ở đây căn nhà trọ. Tôi bây giờ tôi cho thuê. Tôi thuê á là cho thuê lấy giá hữu nghị, cho nên nếu cô giáo có nhu cầu cứ qua đó, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu cô giáo muốn thuê cái gì tôi cũng cho hết. Thuê nhà trọ. Dạ cảm ơn cô giáo. Chú Năm hả? Tới chú nói luôn ơi. Tới chú hả? Tới ông mới nói đi. Rồi. Dạ thưa cô giáo. Tôi là phụ huynh của cháu Thanh. Tôi là chạy xe ôm vòng vòng trong khu vực này. Tôi có thuê cái phòng trọ ở kế bên của con cha già thúi khó ưa này. Và ai có nhu cầu mà chạy xe ôm gì đó là kêu tôi ha. Năm xe ôm. chạy xe ôm lấy giá thắt họng ra không à. Dạ. Đừng có đi nha cô giáo, đừng có đi cô giáo, đi tôi giới thiệu mối khác cho đi, đừng đi cha này. Để ông đâu tôi nghe tới gì nói ai thúi. Hai chú thật là muốn giúp con vậy. Thì muốn. Dạ hai chú giúp phải giúp có tâm xíu chứ. Hai chú gì đâu mà tưởng vô đi. Cô giáo hỏi phụ huynh gì mấy chú phải nói là tôi làm này làm kia. Tự nhiên hai chú tranh cơ hội, tự nhiên PR mình nghề của mình gì tùm lum à. Đâu biết tranh thủ chút xíu. Bị nhà trọ của chú còn mấy phòng dư. Tranh thủ không được thôi. Con không có biết đâu á. Cách nào để giúp con đây. Giờ hai người con phải chọn một chứ. Bây giờ thế này đi. Con để cho hai chú tự quyết định. Chú nào mà thấy hợp với phụ huynh của con á thì chú sẽ là cha của con. Đó thì bây giờ con phải quyết định đi. Hai người mà con phải chọn ai. Một là chọn cha già khùng này. Hai chọn cha già thúi này. Thúi quá. Thúi ngu không, tự nhiên chửi mình thúi. Hai cha già đẹp trai này. Thấy không? Chọn đi con. Chọn đi con. À con có cách này. Ai mà thắng sẽ là cha của con. Có khi nào nó lấy hai cái mã tấu cho mình chém không? Bậy. Nè dậy. Làm gì nhà tôi vậy? Em vui. Ông thương em quá. Em vui. Quỷ bóng già. Em vui. Bóng già. Em vui tận đây em vui. Em vui. Em vui. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Thanh ơi. Dạ. Chuyện gì vậy mẹ? Sao vậy ba nói mẹ hơn tiếng nữa mới về? Cái vụ gì đây? Cái vụ gì đây? À, anh Julia rồi ai là phụ anh? À, nghĩa là tôi không chịu gặp cô giáo nên mới bày trò nhờ hai cái cha già quỷ kia kìa qua tính làm phụ huynh phải không? Không có mẹ con. Tính lừa gạt mẹ phải không? Không, con không có hai chú. Bắt đầu từ bây giờ hen. Hết mọi khoản chi phí. Không ăn sáng, không quà cáp, không shopping. Nghe chưa? Mẹ.
người ra người lạ và nhiều chuyện khó nhất trên đời. Chuyện người ra người vào và chuyện ồn ào làng xóm bắt quanh tôi. Nó cứ rắc rối, chuyện này chưa xong chuyện khác tới. Tầm năm tầm ba để cho qua hoặc quay ranh rồi.